Hello, những và mò chào mừng bạn đến với show chất xám quảng cáo có thực sự hiệu quả hay không chúng ta làm gì cũng được miễn là xây dựng tình yêu thương hiệu thì thì rất có thể mình dẫn đến cái trường hợp là cái quảng cáo mình không hiệu quả bản thân là ông mà William Lever là một trong những người sáng lập của Unilever ấy, thì ông nói là một nửa cái tiền quảng cáo của tôi là lãng phí nhưng mà vấn đề là tôi không biết là nửa nào phải truyền thông và phải quảng cáo thì người tiêu dùng mới biết và mua Hello những chi óc và mò, chào mừng bạn đến với show Chất Xám, nơi những người làm việc chất xám, tranh luận và thảo luận về những chủ đề nằm trong vùng xám của việc làm việc chất xám. Series Chất Xám thuộc về việc success Career và được phát trên kênh việc success Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình, đồng thời mình cũng là nhà sáng lập và CEO của Curious, một ứng dụng giúp cho bạn đọc viết những nội dung xúc tích và bổ ích cho sự nghiệp. Mình cũng từng là CEO tại Vietcetera và là giám đốc quốc gia tại Elsa Speak Việt Nam. Hôm nay mình rất vinh hạnh à, có không những một mà là hai khách mời rất đặc biệt, rất chất đến với chất xám để thảo luận và tranh luận về một chủ đề mà rất xám và chưa ai dám hỏi. Chủ đề của ngày hôm nay là quảng cáo có hiệu quả hay không. À, và để bàn luận về câu hỏi này thì mình xin được giới thiệu hai khách mời. Đầu tiên là anh Việt Dũng. Anh Việt Dũng là một người hiếm hoi trải nghiệm mảng marketing ở rất nhiều khía cạnh từ thực hành chuyên nghiệp cho tới đào tạo và nghiên cứu. Anh Dũng có 15 năm kinh nghiệm tại YAN, Climax Agency là vai trò strategic planning. Đồng thời, anh Dũng cũng là sáng lập hai đơn vị đào tạo và nghiên cứu là AIM Academy, là đại diện liên hoan quảng cáo sáng tạo Keynes Lions tại Việt Nam. Cảm ơn Ruby. Chào mừng anh Dũng ạ. Và để đấu võ miệng với anh Dũng một cách nhẹ nhàng tình cảm trong ngày hôm nay, chúng ta có Vinh Hạnh, có sự tham dự của uh, Trần Thanh Lâm, một chiến lược gia về marketing và thương hiệu với 10 năm kinh nghiệm chinh chiến trong ngành marketing tại các agency danh tiếng ở cả toàn cầu và Việt Nam như là đen uh, sư Leo Burnett, D Square và hiện đang là strategy director tức là giám đốc về chiến lược tại Mullen Low, Misra. Và Thanh Lâm cũng là tác giả của cuốn sách What the Heck is Insights. Cảm ơn chị Ruby. Chào mừng anh Dũng và Lâm đến với Chất Xám. Uh, trước khi vào chủ đề chính của ngày hôm nay thì Ruby có một câu hỏi vui vẻ nhẹ nhàng cho hai uh, khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Đó là một câu hỏi được truyền cảm hứng từ profile của anh Dũng mà Ruby đọc được. Ruby rất là thích. Uh, anh Dũng có nói là thành công thì có hai bước. Bước một là phát hiện ra cái giá cần phải trả, tính được cái giá cần phải trả. Và bước số hai là trả cái giá đó. Thì uh, Ruby muốn hỏi cả hai khách mời là giá mà bạn phải trả cho thành công của bạn là gì? Đã trả xong chưa và có xứng đáng hay không? À, bởi vì câu nói này được truyền cảm hứng từ anh Dũng nên là Ruby sẽ mời anh Dũng nói trước ạ. Ok thì tôi nghĩ là một cái câu mà rất là thường xuyên của người làm marketing và quảng cáo hay nói là cái giá của chuyện bước vào trong ngành marketing và sáng tạo đó, là mình mất đi cái sự ngây thơ. Tức là bây giờ mình nhìn mọi thứ một con mắt nó khá là dò xét, đúng không? Hoặc là mình sẽ thấy những cái câu chuyện cười ở trên mạng thôi. Là có những cái bạn là dân thiết kế chẳng hạn. Khi mà dẫn bạn bè hay là thậm chí người yêu vào trong quán đi, chắc hôm qua 8 tháng ba đi, thì có thể là bước ra ngay bởi vì cái menu design xấu quá. Đúng không? Tức là khi mà mình đã Uh, chấp nhận một cái khía cạnh tư duy, một cái những cái uh, góc nhìn nó là một phần cuộc sống của mình ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến trong tất cả quyết định của mình mà không chỉ là góc độ về mặt gọi là về uh, công việc không ví như là Dũng có những cái người bạn họ làm một cái công ty uh, hàng tiêu dùng đa quốc gia của Mỹ cũng rất là nổi tiếng ở Việt Nam thì uh, cái công ty đấy rất là, rất là nổi tiếng trong câu chuyện là cực kỳ bài bản tức là đầu tư người vì những cái bạn vào trong đấy thì chỉ cần là 6 đến 9 tháng là có thể được họ đầu tư một khoảng mười mấy ngàn đô đi gọi là uh, trending cũng như là seven habits nhưng mà chính cái sự chỉnh chu bài bản đấy nó ăn vào trong máu của họ luôn nên là mình nói đùa là công ty đấy thì lương cao nhưng mà khi mà đi mua nhà thì phải toàn mua shop house thôi <cười> <cười> tức là mình nói đôi khi là cái đây cái sự trả giá của họ nó cái sự chỉnh chu ấy thì là nó cho họ cái thu nhập nhưng mà nó cũng gọi là lấy đi của họ rất là nhiều những cơ hội khác bởi vì họ chỉ có thể chấp nhận cái sự chỉnh chu thôi à, đấy là cái giá cần phải trả thế anh trả giá này thì xong chưa và anh thấy nó có xứng đáng không anh mua được nhà chưa dũng <laughs> nghĩ là câu hỏi mà làm marketing có mua được nhà không thì dũng sẵn sàng nói chuyện với ruby cả một cái episode khác <laughs> tại vì okay. là một người gọi là dụ rất là nhiều bạn vào ngàn cho nó có lâm đâu thì mình cũng phải trả lời với cả uh, các bạn và thậm chí là phụ huynh các bạn nữa nhất là các bạn là mình bắt đúng không thì uh, Uh, dũng nghĩ là đấy là cái câu chuyện mà khi mà mình ở một vai trò là cái người mà làm thực hành chuyên nghiệp đi thì nó, nó sẽ có những cái thành công và cái giá phải trả khác nhau thì đấy là lý do tại sao mà dũng đổi vai đúng không tức là cái người mà nghiên cứu marketing hoặc cái người đào tạo marketing thì họ lại có những cái thành công và những cái giá riêng của họ đấy thì dũng nghĩ là dũng cũng gọi là uh, sau khi mà trải qua khá là nhiều những cái, uh, cái vị trí như vậy thì mình đang hình thành được một cái combo của mình đấy thì Dũng cũng là cái người ví như là cũng dụ Lâm đi dạy đúng không? Bảo là OK em ơi, thôi bây giờ mình làm cái ngành này thì mình thử nhìn cái ngành này trên một độ khác đi. Đấy thì thì bản thân như lúc nãy trước khi mà vào buổi trò chuyện này thì mình cũng có nói chuyện một chút là sau giờ làm thì Lâm làm gì, đúng không? ạ Thì giờ Lâm nói là sau giờ làm thì mình muốn làm cái gì đấy khác đi. Đấy thì Dũng nghĩ là cái cái à, một cách tóm tắt đối với Dũng á, thì có vẻ là bây giờ mình đã tìm được cái gọi là công thức gọi là mình muốn gì và mình trả giá như nào còn vẫn còn đang trả giá đúng không? À, có vẻ như là anh Dũng đã tìm được cái giá mà anh muốn trả đúng không? Đúng rồi. À. giá mình mà sẵn sàng trả okay. đúng không? Thế còn Lâm thì sao? À, đối với em thì là à em nghĩ là đầu tiên thì em hay đi về cái định nghĩa đầu tiên để để mình hiểu cùng với nhau là thành công có nghĩa là gì thì thì cho cái câu hỏi đó thì em tạm là gác qua những cái khía cạnh về gọi là gia đình này nọ thì thì nó là một phần rất quan trọng trong cuộc sống thì mình chỉ nói về câu chuyện là thành công về mặt gọi là hay mọi người hay định nghĩa là thành công về hướng là sự nghiệp những cái gì mình có thể đạt được thì em nghĩ không biết là có có đơn giản hóa cái vấn đề hay không nhưng mà em theo em nghĩ thì nó có hai dạng thành công một dạng là bạn mở nhà hàng năm sao một dạng khác là mở bạn mở một cái chuỗi nhà hàng KFC thì một cái kiểu thành công là về về scale và một kiểu thành công là về uh, mo là về chất chất hoặc là lượng thì uh, sau khi đã làm khá là nhiều những công ty thì em nhận ra là từ từ thì mình thấy có vẻ như là cái xu thế của mình cái xu hướng của mình 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 sẽ định nghĩa thành công theo là về chất nhiều hơn mình muốn mở một cái nhà hàng năm sao uh, những cái thứ những cái thành phẩm mình tạo ra mình muốn tập trung vào cái cái chất lượng của nó uh, để đạt tới một mức độ gọi là mình hướng tới tuyệt phẩm hơn là mình sẽ nghĩ tới câu chuyện là làm sao mà để nó phù hợp với càng nhiều người càng tốt. Thì em nghĩ đó là hai hướng khác nhau. Thì cái giá phải trả cho cái chuyện mà mình hướng đến cái sự gọi là tạo ra những tuyệt phẩm thì chắc chắn là cái giá nó sẽ là ngược lại là mình sẽ đôi khi sẽ không có À, đúng được cái thị hiếu của đám đông. À, nhưng mà nếu mà mình à, mình sẽ thấy là những cái công ty vĩ đại trên thế giới thì họ làm được cả hai à, như ừ. Apple hay Nike thì ừ. họ đều được cái sự vĩ đại về cả về chất và cả về lượng. À, thì, thì em nghĩ đó là những cái đúng là thật sự là à, là vĩ đại à, về thành công về về cả chất về lượng. Nhưng mà hiện tại thì em nghĩ rằng là à, à, cái định nghĩa thành công của em là hướng về câu chuyện là chất nhiều hơn. Dạ. Cho Dũng gọi là chia sẻ một chút trên cái ý của lâm ấy tức là rất là nhiều bạn nhất là các bạn trẻ thì các bạn hay có xu hướng là à, thôi bây giờ túm cái quần lại tức là gọi là cái giá phải trả là bao nhiêu và các bạn muốn hỏi những câu như là ăn ơi như bao nhiêu à, em làm bao nhiêu năm kinh nghiệm thì em ví như là lương được 100 triệu chẳng hạn đúng không <laughs> tức là mình muốn tuyệt đối hóa cái 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 giá trị đấy nhưng mà đôi khi mình luôn luôn mình phải hiểu là dũng nghĩ là trong nền kinh tế mở bây giờ đặc biệt là cái ngành nó cực kỳ cạnh tranh như là cái ngành về marketing và truyền thông sáng tạo ấy thì uh, Ờ, đôi khi như có thể mình thấy mình nhìn dũng với lâm hay nói đùa là cái giá của những cái bạn mà thấp cấp hơn về mặt cấp bậc của mình hồi gọi là bị của mình bây giờ á trả đôi khi còn cao hơn ở cái mức mà mà hồi xưa mình trả là bởi vì sao cái sự cạnh tranh nó tăng lên đúng rồi dạ. đúng không cái sự cạnh tranh nó tăng lên đấy nên là dũng nghĩ cái câu chuyện là cái giá phải trả thì nó cũng còn đi kèm với một cái từ nữa, một cái khái niệm nữa, cái tốc độ bạn trả được cái nợ đấy, <cười> <cười> được cái giá đấy. Tại vì nếu mà thật sự là bạn bị hai tức là bạn à, gọi là bạn tụt lại so với cả cái cái sức ép của chuyện đấy thì thì chắc chắn là đôi khi bạn không được. Thì các bạn cũng có những bạn hỏi là anh ơi sao em làm đúng như những cái gì anh đã từng làm đúng không? À, mà em không đạt được thành công như anh thì mình nói là ừ tại vì anh em mình sinh nhau cách nhau 10 năm thì nói chung là đến sau là là khó hơn rồi đấy quan trọng nhất là luôn luôn là mình phải một là mình phải tự hỏi bản thân mình là câu chuyện là cái giá phải trả nó có xứng đáng hay không và thứ hai là nó có những cách nào mà thông minh hơn để mình trả nhanh hơn hoặc là mình trả khác đi thì đấy dũng nghĩ là cái cái tính gọi là cái tính cạnh tranh và cái tính luôn luôn tìm ra một cách mới thì nó là một cái điều mà rất là cần các bạn trẻ làm trong ngành này phải thấu triệt thế thì Ruby xin tóm gọn một chút xíu những cái ý tưởng rất là hay của anh Dũng và Lâm có chia sẻ anh Dũng thì nói tới việc làm marketing mà làm tốt á, thì sẽ mất sự ngây thơ <laughs> sẽ bị cái sự hoàn hảo nó theo đuổi mình và dẫn tới là mình có Vậy tiêu chuẩn à? rất là cao và sự cái gì tính toán. <laughs> tính toán và phán xét nữa đúng không có những cái tiêu chuẩn cao dẫn tới là mình sẽ rất là khó để mà thưởng thức những thứ rất là bình thường đúng không còn cái phần của bên Lâm có chia sẻ thì là Lâm có nói tới là Lâm đang trả giá cho việc làm tuyệt phẩm và Uh, làm tuyệt phẩm mà làm rất là xịn sò như là Job hay là nhà làm phim Christopher Nolan những phim nào ra cũng vừa là tuyệt phẩm cũng vừa là một sản phẩm mà có tính thương mại cao thì chắc là ở thế giới này rất 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 hiếm. hiếm thì ừ. bây giờ mình đang làm tuyệt phẩm và đang trả giá ở cái giai đoạn là phải uh, giảm bớt được cái sự gọi là chưa chưa chắc là đánh đúng là thị hiếu của đám đông ừ. đúng không có thể chưa được uh, cái số lượng cái scale lớn và đây là hai hai phần chia sẻ rất là hay Cảm ơn uh, anh D Dũng và Lâm đã chia sẻ Thì uh, Ruby xin phép uh, đi vào nội dung chính hơn của buổi ngày hôm nay um, Đó là chủ đề mà Ruby đặt ra Quảng cáo có thực sự hiệu quả hay không Và tại sao đặt câu hỏi này đúng không ạ Thì uh, về cơ bản là mình thấy các doanh nghiệp trên toàn cầu uh, Tiêu rất nhiều tiền vào quảng cáo Hơn uh, 500 tỷ đô mỗi một năm vào quảng cáo Và mình nhìn thấy quảng cáo hàng ngày Ở tất cả mọi nơi, tất cả mọi thời điểm Có khi một ngày mình nhìn thấy cả ngàn cái quảng cáo khác nhau Thì uh, um, một cách tự động là mình sẽ tự nghĩ là quảng cáo nó hiệu quả và nó cần thiết cho doanh nghiệp rồi. Uh, nhưng Ruby đặt ra câu hỏi này với hai khách mời ngày hôm nay ở đây là bởi vì có hai thứ. Thứ nhất là gần đây Ruby đã đọc được uh, một số nghiên cứu và nghiên cứu đó tìm hiểu về hiệu quả của quảng cáo uh, đối với doanh số của doanh nghiệp. Uh, và đây là nghiên cứu được thực hiện bởi hai trường đại học uh, khá là, là danh tiếng uh, mà có những chương trình MBA uh, top đầu trên thế giới, gồm có trường đại học uh, Kellogg School of Management từ Northwestern uh, và uh, Booth School of Business từ Đại học Chicago. Um, và nghiên cứu này được thực hiện vào năm 2020 và cho thấy là trong 288 những thương hiệu toàn cầu và mình nói thương hiệu toàn cầu là những thương hiệu mà có cái năng lực quảng cáo và có cái agency quảng cáo rất là tốt đúng không ạ? Chỉ có 20% là các doanh nghiệp đầu tư quảng cáo có 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 lợi nhuận dương thôi. Cái thứ hai thì kể cả không có cái uh, nghiên cứu đấy thì mình nhìn mình quan sát là các doanh nghiệp khi mà gặp khó khăn trong cái tình trạng vi mô của họ hay là cái vĩ mô hơn mà kinh tế mà đi xuống thì thường ngân sách quảng cáo cũng là ngân sách bị cắt đầu tiên và bị cắt nhiều đó thì uh, dẫn tới là Ruby đặt ra câu hỏi này và mong muốn được lắng nghe cái sự phản biện và sự tranh luận từ phía hai chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan tới nhau khá là nhiều bởi vì anh Dũng và Lâm là những người có kinh nghiệm rất dày dặn trong ngành marketing và quảng cáo nên là chắc là sẽ có xu hướng ủng hộ là quảng cáo có hiệu quả <laughs> À, vì một chút thiên kiến do công việc của mình nên mình muốn lắng nghe cái góc độ gọi là không ủng hộ trước tức là mình sẽ nói về việc quảng cáo không hiệu quả trước thì uh, với góc độ này với cái luận điểm này thì Ruby xin phép mời Lâm okay. um, em nghĩ là cái luận điểm về quảng cáo không hiệu quả thì thì em sẽ muốn đi vào cái cái tình huống cụ thể ở đây mình sẽ thấy là một cái góc nhìn rất là phổ biến không chỉ ở việt nam không mà là ở cả toàn thế giới mọi người nghĩ về quảng cáo cái tác động của quảng cáo là như thế nào à, à, thì có một cái một cái giả định rằng là quảng cáo làm cho mọi người yêu quý cái thương hiệu mình hơn cho nên là khi mà người ta vào cái gian hàng thì người ta sẽ sẵn sàng mua cái sản phẩm hay mua cái thương hiệu mà mình yêu quý à. À, và giống như là so sánh giống như là thương hiệu và con người có một cái tình yêu lẫn với nhau à, và mình hay gọi là brand love tình yêu với thương hiệu à, nhưng mà nếu mà mình thật sự mình mình nhìn về góc nhìn về người tiêu dùng thì thật sự là một người mẹ có yêu cái thương hiệu Omo hay không một người mẹ có yêu cái thương hiệu Milo hay không thì thì mình gọi cái từ yêu nó có vẻ là hơi có vẻ là phóng đại hóa cái cái mối quan hệ giữa một cái sản phẩm à, và một cái con người thì em nghĩ nếu mà nhìn từ góc độ đó và mình cho rằng là à, mình chúng ta đang xây dựng tình yêu của thương hiệu, à, chúng ta làm gì cũng được miễn là xây dựng tình yêu của thương hiệu thì thì rất có thể mình dẫn đến cái trường hợp là cái quảng cáo mình không hiệu quả. À, tại sao? Tại tại vì à, nó đi từ cái cái cơ bản nhất là quảng cáo hoạt động như thế nào, quảng cáo nó làm cho người ta mua hàng như thế nào. À, thì nếu mình nói về rộng hơn là về marketing thì nhiệm vụ của marketing là phải tạo ra được hai thứ, thứ, thứ nhất đó là cái uh, physical availability tức là cái sự hiện hữu của sản phẩm của dịch vụ để khi mà người tiêu dùng người ta muốn mua thì người ta sẽ có thể mua được à, thì đó bên đó thì mình hay gọi nó là shopper marketing hay là trade marketing còn một bên còn lại nó là về câu chuyện là mental uh, availability tức là cái sự hiện hữu trong tâm trí của người dùng khi mà người ta có nhu cầu à, tôi cần mua bột giặt tôi cần uh, giặt sạch quần áo thì tôi nghĩ tới thương hiệu nào thì cái gọi là cái sự nổi bật của thương hiệu uh, trong tâm trí người tiêu dùng là vô cùng quan trọng. À, miễn là Omo cứ giữ cái vị trí gọi là top of mind à, trong đầu người tiêu dùng thì thì à, người tiêu dùng sẽ mua. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ về câu chuyện rằng là à, bây giờ mình sẽ làm một cái thứ gì đó rất là hào nhoáng à, làm cho người ta yêu quý, làm CSA nhiều lên, làm giúp đỡ người à, người nghèo nhiều lên à, thì thì chưa chắc nó dẫn đến chuyện đó tại vì nó sẽ đến một cái cái à, phần quan trọng thứ hai cái tiêu chí quan trọng thứ hai tức là không phải là awareness không mà nó là phải những cái liên kết À, tích cực mà nó có à, ảnh hưởng đến những cái cái tâm lý mua hàng của người dùng à, à. ví dụ như là đối với một người à, mà đi à, mua bột giặt đi thì có những cái tâm lý nào à, ví dụ như là người ta sẽ à, cần à, chắc chắn rằng là cái thương hiệu này là dành cho mình. Đây là cái thương hiệu mà uh, quan tâm đến với gia đình của mình. Uh, take care không chỉ là về cái cái quần áo không mà nó nó có thể take care được gia đình của mình. Uh, cho nên đó lý do tại sao mình thấy rằng là Omo họ đang nói về câu chuyện rất là gọi là insightful tức là đánh trúng vào cái tâm lý của những người mẹ đó là uh, khi mà mẹ giặt đồ sạch như vậy thì con có thể là thoải mái lắm bẩn để con chơi đùa, uh, không chỉ là chơi đùa không để để học được những thứ hay ho mà con có thể làm được những việc tốt cho mọi người. À, cuối cùng cái mà Omo họ bán nó là không phải là cái câu chuyện là về giặt tẩy vết bẩn mà họ bán về cái cái là cái khả năng à, cái tiềm năng của đứa bé bây giờ đứa bé à, mẹ hay là Omo đã empower hay là cho quyền trao quyền cho đứa bé có thể làm được nhiều việc tốt à, thì 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 nó phải đi từ những cái logic như vậy còn nếu mà à, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng là à bây giờ mình sẽ thuê À, kêu eo như là mono hay là một cái bạn nào hot hot uh, trên thị trường để để mình làm cho người ta yêu quý hơn thì thì rất là dễ là không hiệu quả tại vì mono hay là một cái bạn người nổi tiếng nào đó trên thị trường hay trấn thành chẳng hạn thì thì vậy thì nó đánh vào cái cái huyệt tâm lý nào của người tiêu dùng để người ta mua à, thì khi mình uh, chỉ nghĩ đơn giản nó là về tình yêu thương hiệu không thì rất là dễ không không hiệu quả cho quảng cáo ừ, ừ. tức là tình yêu thì chưa chắc đã chưa chuyển hóa thành doanh số, <laughs> ok và đây là một cái hiểu nhầm khá là lớn là trong có thể trong cả lĩnh vực marketing lẫn những người không làm marketing đúng không? Đó là mình cứ tạo ra awareness, tạo sự nhận thức và tạo ra tình yêu thương hiệu thì mình mm. sẽ có các tác động doanh số và Lâm đang nói nào? Không phải như vậy, không chưa đúng. Còn rất nhiều những cái yếu tố mà nó sâu hơn và nó liên quan tới insights mà các yeah. cái thương hiệu cần phải chú ý tới. Yeah. Mm. Blue Venture Series khởi nghiệp thành công Chương trình truyền cảm hứng khởi nghiệp từ hành trình thực tế của 18 nhà lãnh đạo thành công Đón xem vào 20 giờ thứ năm cách tuần trên Youtube Việt Success Và các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Chiến lược thì cần hy vọng nhưng mà hy vọng thì không bao giờ là chiến lược tức là cho dù một cái điểm rất là một cái chiến quảng cáo rất là thành công nhưng họ thấy nó không hiệu quả nữa thì họ cũng cách họ thay đổi quảng cáo sẽ không hiệu quả nếu mà mình không làm nhất quán à, Tức là nếu năm nay mình nói hình ảnh của mình là về một cái màu xanh vui nhộn Năm sau mình lại làm một cái màu u tối, bùng bã Thì đó là cách gọi là mình sẽ mất cái cơ hội để xây dựng tiếp cái thương hiệu Anh Dũng nghĩ sao ạ? Thì tiếp cái ý của Lâm nó có một cái câu mà cùng một người anh cũng làm về tư vấn chiến lược Anh hay nhắc Dũng á Là bảo là trong chiến lược thì cần hy vọng nhưng mà hy vọng thì không bao giờ là chiến lược, Đúng không? <laughs> okay. Tức là như vậy mình phải hỏi là khi mà cái câu chuyện mình sẽ chưa hoặc là mình sẽ ngừng quảng cáo khi mà mình không trả lời được câu chuyện là quảng cáo đóng vai trò như thế nào trong cái câu chuyện tăng trưởng của uh, cái doanh nghiệp của mình, ví như là uh, mình nói một chút đến cái câu chuyện về bên MBA đi, tại vì lúc nãy là là Ruby có chích gọi là hai cái uh, gọi là một cái research của hai trường đại học MBA đi. thì có một cái câu uh, quote khá là nổi tiếng của cái bác là Gai Kawasaki. Ừ. Thì bác đấy thì cũng rất là nổi tiếng trong giới stop đúng không? bác ấy là CMO đầu tiên của của uh, gọi là của Apple. Thì bác bảo là trong cái quá trình khi mà tôi định giá các nhân viên stop ấy, ừ. thì là tôi sẽ gọi là nhìn đầu tiên là tôi nhìn vào đội ngũ nhân sự, ừ. là tôi sẽ cộng 50 đến 100 trăm ngàn đô cho một người kỹ sư và trừ 250.000 đô cho một người MBA. <laughs> Câu này em nhớ rồi. <laughs> Đúng không? Yeah. Tức là tại vì sao? Tại vì ở trong một cái giai đoạn đầu thì đôi khi mình phải có một cái gì rất là hữu hình. Ừ. Mình phải có một cái sự va đập, một cái sự trải nghiệm vừa đủ. Còn đôi khi mình ngồi mình tính trên giấy, nó gọi là do paper thì thì nó không bao giờ là là nó có đủ data để nó tính được. Và nó cũng không phải là mọi người có những cái template những cái framework những cái gọi là công thức nó hay hơn thì mình đã tính ra được nhiều hơn thì dũng nghĩ là đấy là một cái thực trạng nó khá là đáng sợ tại vì của các bạn trẻ bây giờ khi các bạn đấy đang gọi là đổ xô vào những cái lớp luyện thi thì mình cảm giác là khi mình nhìn vào những lớp đấy mình cảm giác như các bạn học một thứ lượng giác khác vậy tôi mà ừ. mình hỏi cái này là cái gì vậy em thì bản thân là mình đi uh, chấm những cuộc thi về marketing mình thấy là có những cái bạn chỉ có 10 slide thôi bản thân như là lâm cũng từng trải nghiệm nhưng mỗi slide là một cái mô hình mà rất là nặng nề tức là nó bảo là Dũng hay bảo là uh, tất nhiên là trong bất kỳ một cái uh, đề xuất nào thì nó có rủi ro nhưng mà cái chuyện mà nó giúp cho giảm thiểu rủi ro ấy là cái tính thực tiễn và cái niềm tin của người đề xuất đấy thì anh bảo anh nhìn vào trong cái file đề xuất này anh không thấy em trong đấy anh không thấy cái thực tiễn của em anh không thấy niềm tin của em anh chỉ thấy những công thức thôi đấy thì thì nên là Dũng nghĩ là nếu như quảng cáo nó là một cái công thức khác đúng không? tức là mình thấy là ai thành công thì cũng trả cái giá đấy, ừ. giống như là ai thành công thì cũng đi xe hơi đẹp chẳng hạn. Ừ. thì như vậy thì mình mình gọi là mình mua xe đẹp thì chắc là mình thành công. thì 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 không nên, không nên mà trừ khi nào mà mình phải có nó gọi là là try and true ừ. tức là mình phải thử. và thật ra giống như trong một cái quyển của uh, Jim Collins, đây. Jim Collins thì có rất là nhiều nhiều cái ý hay nhưng mà dũng thấy là có hai cái 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 ý dũng khá là thích. thứ nhất là ông nói về câu chuyện là uh, thường ấy là những cái doanh nghiệp họ thành công và trường tồn ấy, là họ rất là kiên định trong cái quá trình thử nghiệm của họ, họ thử nhỏ, họ thử rất là kỹ, xong rồi sau đấy họ mới bung ra. Chứ thật ra là ống so sánh là những công ty đấy với cả những cái công ty mà kém thành công hơn, thì cái số lượng event may rủi, số lượng sự kiện mà may rủi đến với họ là bằng nhau, tức là không phải là anh này anh này hên hên chứ không phải anh hay. Đấy thì dũng nghĩ là uh, đấy là một cái ưu điểm mà mình thấy là tại sao các đa phần các doanh nghiệp đa quốc gia và một vài doanh nghiệp việt nam họ có lợi thế hơn phần đông doanh nghiệp còn lại tức là họ có cái cái trải nghiệm về làm quảng cáo nó hiệu quả hơn rất là ít doanh nghiệp ở việt nam thật sự là làm quảng cáo nhiều đấy thì ví như có những cái bạn nói là thậm chí bạn đấy chuyển từ một vài ngành hàng sang những hàng tiêu dùng nhanh thôi bạn nói là lần đầu tiên trong một năm em được làm hai cái tvc hồi ừ. xưa là em những cái ngành hàng khác em là dược hay gì đấy thì nhiều khi là năm bảy năm hoặc nhiều khi là cả đời xếp em luôn nhiều khi làm được cái tvc thôi ừ. đấy thì mà thì khi nó xong rồi nó flop <laughs> đúng rồi đúng rồi tại yeah. vì tại vì sao mình thấy là khi mà mỗi uh, lúc mình bắn một phát thôi thì bảo là cái cơ hội nó thành công thì đôi khi nó là 50 50, đúng không? Đấy nhưng mà à, nếu mình nhìn lại cái lịch sử của những công ty mà họ thành công xuyên suốt ấy, ừ. thì không phải là họ flop, không flop, nhưng mà câu chuyện là gì? Là họ biết gọi là move on đúng lúc. Tức là cho dù một cái điểm rất là một cái chiến dịch quảng cáo rất là thành công nhưng họ thấy nó không hiệu quả nữa thì họ cũng cắt, họ thay đổi. Ừ. Hoặc là một chiến dịch quảng cáo mà nó chưa thành công ấy, thì họ dừng nó rất là sớm, họ thay đổi rất là nhanh. Ừ. Đấy, thì 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 dũng nghĩ là cái đấy nó cũng là một cái điểm rất là quan trọng. Đấy rồi cái ý thứ hai và cái ý cuối cùng ấy, của Jim Collins ông nói là mình phải so sánh cái câu chuyện là cái người thành công và người chưa thành công thì trong những trường hợp nào, những ngành hàng nào, những bối cảnh nào thì quảng cáo là điểm khác biệt. Còn nếu mình so sánh những người thành công với nhau ấy, thì cái tập dữ liệu đấy thì nó sẽ bị gọi là bị không đúng thì ông nói là khi mà ông viết cái quyển mà B2Last ấy, khi ông so sánh là tất cả những công ty thành công với nhau thì ông đều thấy là những công ty này có rất đông nhân viên ừ. và có rất nhiều tòa nhà ừ. đúng không <laughs> nhưng mà những cái mình chắc chắn mình mình không cần một cái lý luận nào mình cũng biết là những cái điểm đấy nó nó không phải tức là nó là vô tình thôi chứ nó không phải là, là tác nhân đúng không nó, nó gọi là survivorship bias có nghĩa ừ. là cái thiên kiến là những người còn sống sót thì họ sẽ có những đặc điểm như vậy. Ừ, đúng mà rồi. thực ra những người chết cũng có đặc điểm như vậy luôn. <laughs> đúng rồi, đúng rồi. Yeah. em muốn Đấy. nói thêm cái ý của anh Dũng lúc nãy về câu chuyện là nhất quán em thì nghĩ rất rất là quan trọng. quảng cáo sẽ không hiệu quả nếu mà mình không làm nhất quán. À. tức là nếu năm nay mình nói uh, hình ảnh của mình là về một cái màu xanh vui nhộn, năm sau mình lại làm một cái màu u tối buồn bã, à, thì mất cái cơ hội để xây dựng tiếp cái thương hiệu. tại vì mình cũng biết là thương hiệu của mình Uh, nó được xây dựng trường tồn theo thời gian uh, và mỗi thứ mình làm nó đều giống như là bù đắp lên từ từ uh, cho cái thương hiệu đó ngày càng một cái rõ nét hơn cho người tiêu dùng của mình còn nếu mà mình khi mình cứ thay đổi sành sạch liên tục cái cái hình ảnh của mình uh, thì thì rõ ràng người tiêu dùng cuối cùng người ta bị bị bối rối không biết là thương hiệu này cuối cùng họ họ đứng về cái phía gì uh, họ nói với ai họ cái hình ảnh của họ như thế nào uh, và khi nào tôi cần thì tôi uh, tức là tôi sẽ mua thương hiệu này này khi nào để thể hiện tôi là một hình ảnh một con người như thế nào thì em nghĩ trong marketing hay là thế giới quảng cáo thì cái khó nhất nó không phải là làm câu chuyện sáng tạo mà cái khó nhất đó là làm cái câu chuyện sáng tạo một cách nhất quán thì thực ra là trên trên ở Việt Nam của mình thì em thấy là rất là ít những công ty mà có thể làm được câu chuyện nhất quán đó tại sao vậy thì em nghĩ là cái nó đúng với là cái tình hình kinh doanh hiện nay cái cái chu kỳ kinh doanh cũng như là cái à, vòng đời của một à, gọi là anh chị cmo của các công ty bên bên phía nhãn hàng thì cũng càng ngày càng ngắn đi thấy rằng là à, à, khi mỗi anh chị cmo vào thì họ lại mang cái sự ảnh hưởng cá nhân của mình ừ. cái màu của mình vào ừ. à, cái thương và hiệu cái đó và cái kinh nghiệm Rồi. của họ họ lại lại lèo lái cái thương hiệu đó theo một cái chiều hướng khác nhau ừ. cho nên là những cái thương hiệu mà em thấy là giữ được sự nhất quán à, lại là những công ty mà bên global khi mà họ có cái có cái system tức là cái hệ thống và những cái quy củ rất là chặt chẽ từ bên phía toàn cầu đi xuống và họ nói rằng là a à, thương hiệu milo là bắt buộc là phải màu xanh phải là đứa bé chơi thể thao năng động cái tinh thần phải lúc nào cũng là không không bao giờ từ bỏ à, thì họ đưa những cái những cái uh, guideline rất là cụ thể như vậy thì đôi khi nó sẽ trói buộc cái sự sáng tạo à, có năm mình sẽ làm ra cái chiến dịch rất là dở rất là tệ nhưng mà có năm mình sẽ làm ra những cái chiến dịch rất là hay À, có năm dở có năm hay nhưng mà một cái điều mình động lại đó là theo theo một cái trong một cái à, cái khoảng thời gian dài khi mình nhìn thấy cái time frame dài thì cái thương hiệu nó được bù đắp theo thời gian à, dù là sáng tạo hay hay dở theo từng thời điểm thêm cái 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 sự nhất quán là vô cùng khó Dũng ừ. có bổ sung một chút đó. tức là mình à, cũng nói về cái chuyện là survival bias đi thì đôi khi là mình thấy là một cái điểm chung là của những cái thương hiệu thành công trên thế giới đó là họ đều rất là lâu năm họ đều đến từ những cái thị trường đã phát triển và thị trường giàu đúng không thì mình thấy là uh, mình sẽ thấy một cách rất là đơn giản là cái lối sống những cái nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam um, nó sẽ là cái quá khứ của một vài thị trường khác đúng không đấy nên là thật ra là khi cái đấy là một cái cái gọi là cái thách thức nhưng mà cũng là một cái phần thưởng của những người mà mình nói là chiến thắng ở đầu cái ngọn thác. Ừ. Tức là sau khi <laughs> họ chiến thắng xong rồi thì họ có thể họ mang cái công thức chiến thắng đấy điều chỉnh một chút trên những cái gọi là những cái um, uh, nước khác nhau. Thì bản thân Dũng là Dũng có hồi xưa mình có mua bản quyền mà mình dịch một quyển sách uh, về Unilever nhưng mà cũng chưa dám xuất bản tại vì nó nó khá là nặng. Ấy. Thì họ nói là thật ra ngay cả Unilever hồi xưa ấy thì các công ty châu Âu ấy thì họ không khác gì việt không khác gì việt nam và cũng không khác gì hàn quốc đâu ừ. tức là họ hồi đấy là cái câu chuyện là khi mà cái thời vận hành của họ ấy, thì uh, giao thông nó chưa phát triển và mình nói là châu âu rất là nhiều nước nhỏ nên là cái chuyện mà xuất một thương hiệu từ nước này sang nước khác ấy, thì nó rất là khó khăn và rất là thuế ấy. nên hồi đấy Uber họ có cả cả ngàn thương hiệu nhưng mà cái người mà tiên phong trong câu chuyện là consistent như là lâm nói ấy, là những người của mỹ ừ. Tức là nó là PNG, nó là colgate family nó là Nike, nó là Coca-Cola. Và thật ra là những thiệu của Mỹ á, thì bản thân trong nước Mỹ á, thì họ đã có một sự nhất quán nhất định rồi. Tại vì mình thấy là từ bờ Đông mà sang bờ Tây là có những thương hiệu là riêng cái câu chuyện là một cái thương hiệu quốc gia, một cái national brand của nước Mỹ thì đôi khi cũng phải tính nó bằng hàng chục đến hàng trăm năm. Và họ đã quen với một cái tư duy như vậy rồi. Và cái câu chuyện mà khi mà cái tư duy mà phát triển kinh tế của Mỹ á, là quy mô nó mà thấy mắc nồ, nồ mà mọi thứ là quy mô đấy nên là thật ra bản thân cái công thức mà chiến thắng bằng cái sự đồng nhất ấy, là công thức của mỹ và gần như là nó chỉ phát hiện nó chỉ phát triển khoảng từ năm 1955 trở đi và bản thân là những uh, công ty như châu âu như là unilever hay là nestle hay là đức thì có henkel là họ cũng phải phải cực kỳ vất vả để họ đổi mới chuyện đấy. Ừ. Tại vì uh, khi mà cái câu chuyện mà tức là họ giải thích trong chuyện đấy bảo là khi mà sau năm 1955, thì cái câu chuyện là biên giới nó đơn giản hơn, người ta đi du lịch nhiều hơn, người ta travel nhiều hơn thì là chúng mình sẽ có những thiếu giống nhau, đúng không? Những thiếu giống nhau mình để ý là uh, một cách nào đấy thì gần như là Apple chưa bao giờ có một quảng cáo truyền hình chính thức ở Việt Nam đúng không? và ngân sách quảng cáo của apple việt nam là gần như chắc là cho đến một vài năm gần đây gần như bằng không ừ. nhưng mà cái sức hút của apple là cái gì thì đấy là là cắt của mỹ đấy đây và bản thân thì khi mà cắt của mỹ nó tái định vị hoàn toàn thì bản thân là Unilever hồi đấy là họ phải làm một câu chuyện là họ gọi là họ sàng lọc thương hiệu tức là những cái nhu cầu như thế nào thì mình gọi là mình đặt dưới cùng một thương hiệu xong rồi là có những cái nhu cầu như nào thì họ tôn trọng cái thương hiệu bản địa đấy thì đấy là một cuộc sàng lọc và thật ra là dũng còn nhớ trong khi mà nghe trong một cái buổi thảo luận giữa những cái anh mà cmo cũng được đào tạo bài bản ở những công ty đâu quốc gia họ nói chuyện với doanh nghiệp việt nam ấy đó là thường ấy, cái vấn đề doanh nghiệp việt nam không phải là không có thương hiệu mà có quá nhiều thương hiệu ừ. tức là một công ty vừa và nhỏ có mười mấy thương hiệu thì như vậy thì không thể nào mà mà tập trung được vì bản thân nó có một cái À, công ty Việt Nam nhưng mà của một cái người mà cũng những cái người mà cũng được đào tạo bài bản từ công ty đa quốc gia là công ty ICP ừ. đúng không? của Xmen thì mình thấy đó tức là họ đi ngược lại họ đi một rất là bài bản trong rất nhiều năm họ chỉ có khoảng hai ba thương hiệu thôi. Đấy thì tất nhiên là nó có cái điểm trái của chuyện đấy á, là khi mình bỏ hết cả trứng vào trong một giỏ thì mình rất là run, ừ. nó rất là run. Ừ. Đấy ừ. Thì, thì 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 nó luôn luôn có mặt này mặt kia. Ừ. Này tức là cái Ruby hiểu là cái câu chuyện mà thực ra marketing hiệu quả các cái thương hiệu lớn trên toàn cầu đi cả trăm năm họ try and true giống như cái phương án của người thực hành như anh donald có nói tới là try and true sau đấy họ tìm ra được cái cái cách thức để vận hành để thành công ở, ở cái quy mô lớn uh, nhưng mà quay trở lại uh, cái phần mà ban nãy thực ra ruby có chia sẻ cái khảo sát hay là nghiên cứu của uh, phía bên trường đại học uh, chicago với lại northwestern đó, đó là ngay cả những thương hiệu toàn cầu có tuổi đời cả 50 năm chục năm cả trăm năm Uh, họ vẫn bị đầu tư quá đà vào marketing và dẫn tới là cái ROI tức là cái lợi nhuận trên việc đầu tư vào quảng cáo ấy, nó cũng bị âm mà tới ừ. 80% các thương hiệu là như vậy chứ không chỉ có đơn thuần 20% đương nhiên là anh Dũng ban lại có nói là Ô, nghiên cứu thì nó thực ra số liệu nó không thể là chính xác được và Ruby đồng ý là thực ra nghiên cứu nó nhiều noi xong nó rất là nhiều những cái noi ở trong cái số liệu đấy nhưng mà mình cứ cho là nó có một cái sự thật ừ. trong đó đi ạ thì tại sao vậy tại sao ngay cả những thương hiệu mà Lâm với lại anh Dũng có nói là họ đi cả trăm năm có rất nhiều kinh nghiệm có rất nhiều tài nguyên. Ừ. Yeah. Thì họ vẫn chưa là... chưa thực sự là yeah. làm hiệu quả trong quảng cáo. Dạ, yeah. em nghĩ là uh, cái câu chuyện đó là mình định nghĩa hiệu quả là như thế nào. Hiệu quả có phải là tính từ ROI hay không? Hay là nó tính là uh, với lại quan trọng là cái tính cái cái khoảng thời gian mình có đo lường được những cái cái ảnh hưởng của truyền thông về mặt uh, là lợi nhuận hay là doanh thu theo một cái thời gian dài hay Để không? Mình clarify yeah. một chút là yeah. cái này là nói tới là lợi nhuận tạo cái cái việc đầu tư yeah. quảng cáo tạo ra lợi nhuận thêm cho doanh nghiệp, yeah. đúng không? thì nó có một cái baseline yeah. tức là có một cái điểm xuất phát em nghĩ là và nếu x... thêm vào quảng cáo yeah. thì tạo ra lợi nhuận thêm cho doanh nghiệp. Yeah. hồi xưa thì uh, mọi người là nổi tiếng với câu nói là 80% phần trăm cái tiền mà quảng cáo cho TV là wasted là lãng phí, <cười> à, <cười> đúng rồi cái này. Dạ, đúng <laughs> đúng với khảo sát thì, này luôn. thì đúng là cái khảo sát đó. <laughs> yeah. um, thì sau đó thì có những cái anh uh, cũng là thuộc về thế hệ là planning uh, những thế hệ planning đầu tiên thì mấy anh mới, mới mới bắt đầu đi tìm về câu chuyện là ủa thật sự có wasting hay không thì thì cái đây là một cái câu chuyện mà không liên quan lắm thì mấy ảnh đi về câu chuyện là à, con người mình à, bị ảnh hưởng bởi thương hiệu như thế nào à, tại sao search lại có những cái bức tranh hàng triệu đô treo trước treo, treo ngay cái sảnh của mình à, thì mình thấy rõ ràng là nếu mà tính về ai ngay lập tức à, trong một cái khoảng thời gian ví dụ như là khoảng một năm đi thì có thể ai đó là âm Tại vì những cái bức tranh hàng triệu đô đó cộng lại có thể là hàng, hàng trăm triệu đô à, Vậy thì cái, cái giá trị nó mang lại cho à, doanh nghiệp đó là cái gì à, thì thì mình sẽ thấy rằng là đối với con người của mình à, mình sẽ không chỉ nhìn mọi thứ nó theo là cái, cái giá trị như là như nó là à, mà mình cũng sẽ có một một cái nhìn gọi là perception cái, một cái nhận thức của mình à, thì branding nó sẽ mang một cái giá trị cộng thêm cho doanh nghiệp À, mà thường thường mình phải dùng những cái mô hình như là kinh tế lượng thì mình mới có thể đo lường chính xác được xem là cái giá trị cộng thêm đó là như thế nào. Còn nếu mình chỉ đơn giản là đo lường là à bây giờ mình à, bây giờ tôi sẽ mua bức 5 bức tranh 5 triệu đô này à, và sau đó là bao nhiêu khách hàng tới và bao nhiêu khách hàng giao dịch trở à, và mang lại doanh thu hay là lợi nhuận của tôi thì em nghĩ là ROI nó sẽ là âm. Um, thì thì ROI và profit nó sẽ là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. À, à, thì thì quay lại về cái nó nó giống như là tại sao con công 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 đực lại có những cái thứ rất là lãng phí ví dụ như là cái bộ <laughs> lông đuôi rất là dài à, thì thì nếu mình mình nói về mặt khoa học tự nhiên đi thì mình xét về câu chuyện là nếu mà có một cái bộ lông đuôi rất là dài rất là sặc sỡ như vậy thì lại càng vướng víu hơn càng là lãng phí năng lượng hơn và càng dễ bị ăn thịt hơn à, nhưng mà tại sao lại phải có những cái thứ đó tại vì à, cái con đực nó muốn signal với lại con cái đó rằng là à anh đây rất là khỏe mạnh À, anh đây rất là tràn tràn trề sức sống à, thì thương hiệu cũng như vậy tại sao thương hiệu phải quảng cáo tại sao phải thương hiệu phải lên TV phải lên VTV để nói với người tiêu dùng rằng à doanh nghiệp của tôi rất nhiều tiền cho nên tôi mới lên được VTV à, rồi doanh nghiệp của tôi là à, phải phải có những cái kiểm chứng khoa học này nọ thì tôi mới dám nói trên VTV trên đài truyền hình như vậy à, thì đó là những cái giá trị mà vô hình mà hiện tại tại thị trường mình thì mình chưa có đo đếm được nhưng mà tại bên Anh thì, thì họ đã uh, làm cái chuyện đó cũng từ lâu rồi. Yeah. Ừ. tức là Lâm có phản biện lại cái um, số liệu ban nãy Ruby nói tới là thực ra cái việc đo lường đấy nó đang đo lường ngắn hạn và có những cái giá trị mà thương hiệu tạo ra, do quảng cáo tạo ra nữa thì nó là cái giá trị rất là dài. Yeah. cái vấn đề khó khăn nữa đó là cái giá trị nó vừa dài mà lại vừa vô hình nó khó đo, đo lường đúng, nữa. Đúng Một doanh nghiệp thì không thể nào là nó toàn vẹn 100% được. Có vẻ nó lãng phí về mặt truyền thông quảng cáo đi. Thì nó lại mang lại một cái niềm tin, một cái sự thoải mái cho những cái, cái tập đoàn, những cái cách vận hành nhất định. Quảng cáo sẽ không hiệu quả khi mà mình không hiểu được là quảng cáo tác động đến người tiêu dùng của mình như thế nào. Làm thế nào để mà có thể tạo ra được quảng cáo hiệu quả? À, anh Dũng nghĩ sao về việc này ạ? À? Thật ra cái câu chuyện mà gọi là cái sự gọi là lãng phí hoặc là over invest của quảng cáo thì đôi khi ngay cả đối với cả cái giới doanh chủ là nó cũng rất là rõ ràng bản thân là ông mà William Lever là một trong những người sáng lập của Unilever ấy thì ông nói là một nửa cái tiền quảng cáo của tôi là lãng phí nhưng mà vấn đề là tôi không biết là nửa nào <laughs> đúng okay, không? Okay. Đấy thì thật ra mình nói một cái câu chuyện một doanh nghiệp thì không thể nào là nó toàn vẹn 100% được mà đôi khi là cái Uh, sau sẽ cái câu chuyện mà nó lãng phí có vẻ nó lãng phí về mặt truyền thông quảng cáo đi thì nó lại mang lại một cái niềm tin một cái sự thoải mái cho những cái cái tập đoàn những cái cách vận hành nhất định đúng không thì mình sẽ thấy là có những công ty có những cái người cũng có những người bạn họ nói là uh, họ làm đơn giản họ không phải làm marketing đâu họ làm sale thôi xong họ sang họ chuyển sang một số người việt nam đi thì cuối cùng họ làm được một thời gian rất là ngắn À, ngắn hơn so với thời gian họ là ở những công ty đâu quốc gia xong họ nghỉ họ tại nó họ nói là sao bởi vì cái doanh nghiệp này nó không đầu tư truyền thông quảng cáo nên là bản thân anh anh không có tự tin khi mà anh đi anh deal với anh nói chuyện với cả nhà phân phối anh nói chuyện với cả bạn hàng đó tức là tức là có thể là họ thì họ cũng không phải là cái người làm marketing đâu nhưng mà họ nói là à, à ví như là trong những cái lúc mà mình hay nói đùa là đuối lý một chút thì họ lại nói là bảo ủa anh ơi vì sản phẩm em bán được mà không bán được thì quảng cáo làm chi đúng không anh thấy là cái tần suất quảng cáo như vậy không Đấy, và thật ra đôi khi là bản thân là anh cũng kể là những người mà nhân viên của anh ấy. khi mà những cái người mà mà là nhân viên bán hàng thôi khi họ đến với cả những cái cô tập hóa đi thì bản thân bây giờ cô á tức là những cái cô bán tập hóa họ cũng hiểu là phải truyền thông là phải quảng cáo thì uh, người tiêu dùng mới biết và mua và đôi khi mà bán hàng chậm ấy cô còn trách và ủa công ty tự bay nhà này hết tiền hả sao không thấy quảng cáo nào tao bật không thấy gì hết vậy xong rồi không quảng cáo vậy sao tao mua uh, hàng bây giờ bán chậm lắm nha về ừ. cái công ty quảng cáo thêm đi ừ. đấy thì 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 đấy Nhưng nghĩ là uh, tất nhiên là câu chuyện là nó có thể hiệu quả hơn hay bớt lãng phí hơn không ấy, là có và cái đấy là cái câu chuyện mà những cái giới học thuật và những cái công ty họ có những cái team nó gọi là marketing science, họ cố gắng họ 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 vận hành. Nhưng mà không có nghĩa là khi họ đang lãng phí ở mức độ hiện tại thì là nó làm doanh nghiệp họ phá sản. Đúng không? Đấy thì tất nhiên mình hiểu là bản thân là rất là nhiều người khi mà nghe cái cái buổi này thì mình cũng là uh, chủ doanh nghiệp hay mình là quản lý thì thì mình đôi khi là mình sẽ có một cái nguồn lực rất là có hạn và cái nguồn lực có hạn của mình đôi khi là câu chuyện về đầu óc. Đúng không? Tức là mình không tối ưu hết được đấy vì không thể nào mà mình gọi là mình vừa bán hàng vượt nóc mà doanh thu mình chưa mình chi là đúng từng đồng đấy thì thì dũng nghĩ là là có thể những cái tập đoàn đấy họ luôn luôn họ sẽ cố gắng trong cái câu chuyện là hiệu quả hơn nhưng mà họ vẫn hài lòng nhất định ở cái mức độ hiệu quả hiện tại đấy là lý do tại sao mình vẫn thấy là họ đang duy trì những cái ngân sách truyền thông quảng cáo và đến bây giờ thì nó vẫn chưa có nhiều cái Uh, gọi là cái trường hợp cụ thể để mà chống lại chuyện đấy. Ừ. Tại vì những doanh nghiệp thành công thì vẫn đang tiếp tục quảng cáo, ừ. đúng không? Khi nào vị mình có một chứng minh là uh, những doanh nghiệp mà thành công và xong vì quảng cáo nhiều quá nên là như thế phá sản thì thì, thì 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 lúc đấy mình sẽ cân nhắc lại. Và thật ra nó cũng có những trường hợp như vậy rồi trong một số ngành hàng ví dụ như là Motorola. Tức là hồi xưa là tất cả những sản phẩm của họ đều quảng cáo rất là tốt nhưng mà hơi xui cho họ là cái ngành hàng điện thoại trong lúc đấy là một ngành hàng rất là non trẻ và những cái người tiêu dùng với họ là những người tiêu dùng gọi là lứa đầu tiên là họ là những người rất là rành về kỹ thuật nên là sản phẩm mà không tốt ấy, ừ. thì không nói năng được gì cả. Quảng cáo càng làm mà. cái Đúng sản rồi. phẩm nó chết nhanh hơn ừ. nữa. Tại vì nhiều người dùng. Nên là bản thân nhiều là nó người có. người Và người ta không hài lòng thì. Này. Này. Là, thì là tiếng sống nó là, là, là nhanh ừ. hơn nữa. Thì ừ. bản thân là cái đấy thì nó gọi là nó có mô hình nó gọi là moment of truth, khoảnh khắc của sự thật thì nó có bốn cái khoảnh khắc của sự thật. Cái đầu tiên nhưng mà nó lại lại mới nhất là nó gọi là Zero Moment of Truth là khi mình lên Google mình search, đúng không? Mình thấy là review kém quá là thấy mình hơi dấp dấp rồi. Và cái uh, sự thật đầu tiên, ấy, cái Moment of Truth đầu tiên ấy là lúc mình xem quảng cáo, như Lâm nói, mình thấy là à cái này đúng với mình cả, cái này hợp với mình quá, đúng không? Và cái sự thật thứ hai là lúc mình đến ở điểm bán thì đấy là lý do là một cái ngân sách mà nó nói về truyền thông nhưng nó không phải là quảng cáo mà cũng rất là mạnh mẽ là ngân sách về bao bì packaging ừ. đúng không tại vì đôi khi những cái là chắc chắn là ruby mình đã từng trải qua một cái cảm giác uh, gọi là hai chiều đó mình thấy quảng cáo hay mình thấy truyền thông một sản phẩm rất bình thường nhưng mà khi mình cầm lên mình không ngờ nó đẹp như vậy ừ. hoặc ngược lại mình thấy quảng cáo rất lung linh nhưng mà khi mình cầm như mình thấy ủa sao ố về vậy <laughs> đúng không đấy yeah. và cái cuối cùng nữa là khi họ cầm về nhà họ xài Đấy, thì bản thân là những công ty như là P&G họ nói là mình mình có rất nhiều thứ để mình phải làm trong kinh doanh trong marketing nhưng mình phải chiến thắng ở bốn cái khoảng khắc của sự thật đấy ừ. em nghĩ nó giống như là câu chuyện là mình một người đi túi mua túi LV vậy vậy thì à, mình sẽ thấy là có lãng phí hay không lãng phí thì mình thấy là nếu mình đứng từ góc nhìn là một người chưa có đủ tiền để mua LV thì mình thấy đó là một cái sự lãng phí tại vì nó về mặt công năng thì thì, thì túi nào cũng như nhau tại sao phải bỏ rất là nhiều tiền ra như vậy nhưng mà rõ ràng là cái, cái 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 sự lãng phí đó nó lại mang lại một cái giá trị riêng dành cho những người mà mua nó à, thì em nghĩ là đối với doanh nghiệp cũng vậy đúng rồi với dung nghĩ là nó cũng sẽ quay lại cái vấn đề về mặt gọi là quy mô và cái lợi nhuận tăng trưởng tức là có thể mình nói cái câu chuyện về lợi nhuận tăng trưởng bình thường thì cứ một đồng quảng cáo nó phải tạo ra ba đồng nhân thu thì nó gọi là hiệu quả nhưng mà đôi khi mình phải hiểu là có khi những doanh nghiệp lớn thương hiệu lớn họ đã tối ưu hết rồi ừ. và quảng cáo là cái s là cái điểm vượt trội duy nhất của họ ừ. đúng không bây giờ mình thấy là như mình đi ra mình thấy giữa hai sản phẩm uh, bày bán uh, giống nhau bao bì giống nhau giá giống nhau hoặc thậm chí giá lại chân lên một chút uh, mình biết mình đã dùng thử cả hai cái đấy rồi và mình thấy là chất lượng giống nhau thì mình sẽ mua những sản phẩm một áo nhiều hơn ừ. đúng không Đấy thì nên là đôi khi mình cũng không so sánh được cái hiệu quả về trên từng đồng chi ra của những nghiệp họ đã thành công và họ có một quy mô doanh thu rất là lớn ừ. so với một công ty stock. Đó mình nên mình sẽ thấy là tại sao mà những cái bạn mà nhỏ ấy, thì thì cái hiệu quả họ rất là khủng khiếp nhưng mà Ruby cũng biết là đó là những cái chuyện ấy nó không scale được. Mình không thể nào mình lên doanh thu 100 triệu đô, 100 tỷ đô mà với cái mức efficiency như vậy. Ừ mình càng scale lên thì cái uh, cost, cái chi phí nó càng đúng cao ra, hơn, tại đúng vì ra. mình phải cạnh tranh mạnh hơn rất là nhiều. đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. À, bây giờ Ruby vẫn muốn uh, tranh luận và thảo luận thêm với anh Dũng Lâm thêm một chút xíu nữa. Um, có nghĩa thực ra nếu mà mình rất là, mình hiểu rất là sâu với cái hiệu quả quảng cáo mình dám đầu tư dài, uh, mình có một cái sản phẩm mà thực, mà trong startup tụi em gọi là product market fit, có nghĩa là sản phẩm có nhu cầu thực ở trong thị trường và nhu cầu lớn trong thị trường, thì có vẻ như quảng cáo hiệu quả. Um, vậy tại sao cứ khi nào mà có vấn đề về trục trặc kinh doanh um, hay là cái kinh tế kinh tế vĩ mô mà có đi xuống thì rất là nhiều thương hiệu và cả nhiều doanh nghiệp nữa sẽ đưa ra quyết định là cắt cái bắt cho quảng cáo. Em nghĩ cái lý do lớn nhất đó là uh, như là cái chủ đề nãy giờ mình chia sẻ đó là tại vì cái giá trị mà quảng cáo hay là thương hiệu mang lại nó đang bị vô hình và mình chưa ở à, tại thị trường Việt Nam thì mình chưa có hữu hình hóa nó thành những số liệu thành những cái data để mình chứng minh được rằng là à, à sau khi tôi đầu tư như thế này thì cái 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 lợi nhuận mức lợi nhuận nó tăng lên bao nhiêu cái giá trị mang lại bao nhiêu à, thì à, mình sẽ cần à, à, đầu tư vào cái khoản marketing science để để mình biết nhưng mà hiện tại thì đối với tại thị trường Việt Nam à, à, thì mình thấy rằng là mình là đất nước đang phát triển mình làm cái gì nó cũng tăng <cười> <cười> nó chưa đạt đến cái mức là bảo hòa à, mà mọi người sẽ phải thách thức với nhau rằng rằng là à do cái anh quảng làm quảng cáo nó 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 không tốt à, hay là anh sale làm không tốt thì mọi người tới lúc mà Bảo Hòa thì mọi người mới có cái cái nhức nhối để chuyện là chứng minh bắt buộc phải chứng minh cái sự hiệu quả của mình. À, còn bây giờ thì làm cái gì cũng có vẻ cũng hiệu quả. Nó có thể không phải là hiệu quả do quảng cáo nhưng mà nó có thể là hiệu quả của cái sản phẩm nó quá tốt à, hoặc là cái cái thị trường nó đang tăng trưởng rất là nhanh. À, cho nên là miễn có quảng cáo ra hay là miễn có sản phẩm ra thì thì đã bán được hàng rồi. À. Ừ. Thì Dũng xây dựng trên một chút cái ý của của Ruby á tức là ngược lại với câu chuyện là đầu tiên bị cắt đi thì uh, ở trong các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp sản xuất thì họ có hai cái uh, bộ phận hai cái người tức là cũng cùng là c cmo đó thì một người là về giám đốc về về chuỗi cung ứng và thứ hai là người giống tài chính thì uh, trong cái uh, gọi là cái giới mà c level đó, gọi những người đó là fish fish tức là first in và still here là người đầu tiên được thuê và là người cuối cùng là bị cắt tại vì đôi khi á nó cũng không hẳn là bởi vì cái giá trị của họ nó quá hữu ích với doanh nghiệp đâu nhưng mà họ quen với chuyện bảo vệ chuyện này nên là bản thân như là cái một cái bác là surgeon là CMO của Coca-Cola nói là trong tất cả các gọi là các thể loại C á, thì là CMO là non nhất nên là cái dấu hiệu của một cái cái gọi là cái công ty mà họ cắt quảng cáo là CMO không đủ mạnh để mà bảo vệ cái ngân sách của mình đúng không thì đôi khi nó không nói nhiều lắm về cái tư duy của doanh nghiệp nhưng mà nó nhiều lắm câu chuyện về cái chất lượng ừ. tư duy hoặc là đôi khi là cái thế giới quan ừ. của thế giới quan của những cái người ở trong top leader này ừ. nhưng mà thật chất chúng thấy đặc biệt ở Việt Nam thì gần như có rất nhiều người là họ đội mũ lớn quá là không phải lỗi của họ đâu nhưng mà nhưng mà đó có thể là cái sự kỳ vọng của doanh nghiệp này. nên đôi khi cũng là cái người đấy họ là marketing leader nhưng nó không đồng nghĩa với cmo đó nên là nên là những nghĩ là đấy là lý do một cái điểm nữa cũng cũng hay chia sẻ với mọi người với lâm ấy tức là mình nhìn sang hai nước láng giềng của mình là indonesia và thái lan thì hai nước đấy cái nền kinh tế chủ đạo của họ là về sản xuất nên là bản thân chính phủ họ có những cái chính sách để mà bảo vệ doanh nghiệp sản xuất tại vì mình nói đùa là một cái người CMO tồi ấy, thì có thể là phá một cái doanh nghiệp trong vòng khoảng vài năm thôi đúng tại vì doanh nghiệp sản xuất thì cái lợi nhuận họ rất là biết lợi nhuận họ rất là thấp thì họ phải, họ phải dành dụng mấy đời nhưng một cái người CMO vào thì thì có thể là phá banh một cái thương hiệu thì thì đấy là lý do mà tại sao ở những hai nước đấy thôi là họ có hiệp hội marketing rất mạnh và hàng năm ấy thì họ cập nhật là từ cấp độ brand manager trở lên là những cái fundamental skill như là bác sĩ vậy đó và mình phải thi lại để mình được qualify chuyện đấy tức là đối với họ họ nhìn câu chuyện là cung cấp và đảm bảo cái chất lượng của những cái người mà gọi là làm marketing là một cách bền vững để giúp tăng giá trị sản phẩm của mình còn bản thân ở Việt Nam thì gần như nó vẫn là, mình nói đùa là thuận mua vừa bán đó mình sẽ thấy là có rất nhiều bạn là mang tiếng là major director nhưng mà khi mà họ họ cầm cái CV lên thì mình thấy là cái tức là your way is no longer available tức là cái cách tăng trưởng cái tư duy họ về thị trường nó nó không còn đúng nữa nhưng mà bản thân là các chủ doanh nghiệp thì đôi khi mình quay lại vấn đề là họ cũng không biết về marketing họ cũng không có kinh nghiệm về marketing nên là nhiều khi họ cũng sợ để mà điêu chuyện này và đôi khi là nó cái câu chuyện được mất thôi ta nó nói là à dũng biết rất là nhiều những cái chủ doanh nghiệp nói là uh, may lắm mới mời được anh này anh chịu làm cho mình <laughs> chịu làm cho mình và, ừ anh làm xong thì mình chịu ra anh <laughs> đúng không đấy thì thì, thì, thì 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 dũng nghĩ là nó phải có những cái thứ nhất là bản thân là chủ doanh nghiệp thì mình cũng phải tăng cái hiểu biết của mình lên và bây giờ mình sẽ thấy là những cái thị trường đặc thù như là Việt Nam thì bây giờ nó cũng có rất là nhiều những cái gọi là giải pháp trung gian như có những công ty họ cung cấp cái câu chuyện là nhân sự cho thuê hay thậm chí có những công ty họ hỗ trợ trong chuyện là tuyển dụng và xếp phòng marketing đấy chứ không không phải là câu chuyện là uh, giống như là dating mà dắt đôi trai gái đến xong rồi về nhau về tự bảo nhau thì khả năng fail là rất là cao đấy ồ oh, một phần uh, trao đổi đúng là trong vùng xám <laughs> bởi vì là uh, mình đặt ra một cái mệnh đề là quảng cáo, quảng cáo có hiệu quả hay không nhưng trong cái phần chia sẻ của cả anh dũng lẫn của lâm thì mình đều thấy nó có cái sắc màu của cả hiệu quả và không hiệu quả trong đó rất là nhiều um, thế thì để tóm lại cái phần uh, đầu của buổi trao đổi ngày hôm nay um, trước tiên là Rui muốn hỏi anh dũng và lâm nói tóm gọn lại rất là ngắn gọn cho khán giả tại sao nó không hiệu quả um em sẽ tóm gọn lại là quảng cáo sẽ không hiệu quả um, khi mà mình không hiểu được là quảng cáo tác động đến người tiêu dùng của mình như thế nào và đối với cái ngành hàng của mình thì thường thường mình hay có cái từ gọi là category drivers tức là mỗi ngành hàng nó sẽ có những cái cái huyệt riêng để mình động lực tiêu dùng để cái động lực tiêu dùng để mình đánh vào chứ nó không phải là đơn giản rằng mình chỉ làm một cái quảng cáo và làm cho người ta yêu mến nó là đủ nhưng mà nó phải đánh được đúng cái động lực của cái ngành hàng đó để 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 người ta mua và phía anh Dũng thì có bổ sung thêm gì? Dũng nghĩ là trước mắt mà trong một cái hình dung của mình về một doanh nghiệp SME tầm trung của Việt Nam đi thì thật ra là cái câu chuyện tích lũy về dòng tiền của Việt Nam trước giờ vẫn rất là yếu. Đúng không? Mình thấy là những, những doanh nghiệp như là Thái, Indo họ nhiều khi mấy thế hệ rồi. Và thứ hai nữa là trong thời buổi bây giờ thì thì Dũng nghĩ là nó sẽ không hiệu quả nếu như mà nó xâm phạm vào cái mức độ ưu tiên về dòng tiền của doanh nghiệp thì thật sự bây giờ là có rất là nhiều những cái cách à, và những cái thứ khác nhau mình nên ưu tiên hơn hơn là quảng cáo ví dụ như là bữa trước trong cái buổi chuẩn bị cho chuyện này mình cũng nói về cái câu chuyện là ra mắt sản phẩm mới chẳng hạn đúng không đấy thì thật ra bản thân mình phải hiểu là những cái thị trường là họ có một cái mức độ công bằng nhất định tức là những cái cô bán tạp hóa tức là mặc dù cô có thể rất là quý lâm rất là quý dũng nhưng mà nếu mà hàng bán không được thì cô cũng miễn tiếp đúng không? nên là thật ra là mình sẽ thấy là bây giờ chắc chắn là trong cái giai đoạn bây giờ thì hàng hóa đều rất là chậm tại vì đôi khi là có những hàng phá nó uh, khá là bình thường trong thời rùng rỉnh nhưng nó trở thành một cái mức khá là cao ừ. nên là theo những cái điều mà dũng biết thì uh, những cái người mà gọi là làm phân phối làm bán hàng ấy, họ đang rất là cởi mở với những cái sản phẩm mới có thể là nó low cost hay có thể là nó nó hiệu quả hơn thì ít nhất nó cũng cho họ một cái điều gì đấy mới mẹ để họ tiếp xúc và nói chuyện với người tiêu dùng ừ. Vậy thì Ruby xin phép mà tóm gọn một chút quảng cáo nó không hiệu quả khi mà mình quảng cáo nhưng không đánh trúng động lực tiêu dùng. Còn anh Dũng dùng từ là động lực tiêu dùng đó. nếu mà không đánh trúng ở đấy thì nó sẽ không hiệu quả. Cái thứ hai, ý rất của anh Dũng rất là hay từ góc độ của người làm chủ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp SME thì là nó sẽ không hiệu quả khi mà mình xâm phạm vào cái mức độ ưu tiên về dòng tiền. Tại vì dòng tiền của các doanh nghiệp SME nó rất là có giới hạn chứ nó không phải là có nhiều sự tích lũy về dài hạn từ nhiều năm để mà có thể tiêu dùng tiêu thêm vào việc quảng cáo cho những cái giá trị mà nó mang tính chất vô hình hơn. Thì phần tiếp theo của buổi trao đổi ngày hôm nay thực ra có rất là liên quan tới phần mà mọi người vừa trao đổi đó là làm thế nào để mà có thể tạo ra được quảng cáo hiệu quả thế thì câu hỏi đầu tiên mà ruby có cho anh dũng với lâm đó là nói tới doanh nghiệp sme thì ở việt nam mình là thực ra kinh tế phụ thuộc vào doanh nghiệp sme rất là nhiều thì doanh nghiệp sme sẽ phải có những cái nguyên tắc như thế nào khi mà đầu tư vào quảng cáo để tăng lên được cái hiệu quả của nó em nghĩ là đầu tiên mình sẽ hiểu rằng là đối với truyền thông quảng cáo nó sẽ chia ra hai loại thứ nhất, thứ nhất thì nó gọi là brand building xây dựng thương hiệu cái thứ hai đó là sales activation tức là mình kích hoạt và mình chuyển đổi nó thành doanh số thì ở việt nam mà những những bạn media performance thì hay gọi nó là brand và performance thì nếu mình có thể tách bạch ra được hai khái niệm mình sẽ thấy được rằng nó có hai công việc khi mình làm quảng cáo cái thứ nhất là một cái công việc mang tính chất dài hạn hơn là mình sẽ xây dựng những cái uh, uh, liên tưởng tích cực đánh đúng vào cái tâm lý mua hàng của người dùng theo dài hạn. Còn đối với sales activation đó là khi mà chúng ta sẽ khai thác những cái uh, uh, trí nhớ đó mà mình đã được ghi với khách hàng rồi, uh, mình khai thác mình, mình biến nó thành cái cái sales của mình. Uh, thì uh, khi mình nói về quảng cáo uh, hay là truyền thông đối với SME đi thì mình sẽ thấy rằng là hầu hết là mình sẽ ưu tiên cái phần gọi là sales activation nhiều hơn. Uh, tức là làm sao để có thể À, nói nó đúng là, là chạy ra lead, chạy ra sales uh, chạy ra đơn hàng ngay lập tức à, thì cái đó là 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 lẽ là, là Dĩ nhiên à, thì mình sẽ thấy rằng là những khi khi nào chỉ cần chạy performance khi nào chỉ cần uh, sales activation mà không cần brand building đó là khi uh, mình là một doanh nghiệp nhỏ và mình Happy tức là mình vẫn hạnh phúc với cái chuyện là mình tiếp tục là cái doanh nghiệp nhỏ à và cái số lượng hàng hóa hay là dịch vụ mình bán ra nó cũng có giới hạn. và mình cũng không có cần có nhu cầu để scale up lên làm chi. anh lấy ví dụ như là bất động sản, mình có một cái cái tòa nhà và bây giờ mình cần bán mấy trăm căn đó. thì thì với một cái thị trường mà lúc nào cũng có một cái nhu cầu về bất động sản rất là cao thì không có cớ gì tại sao mình phải đi làm branding, đi làm chi? mình chỉ chỉ cần là đi chạy performance chạy lead kêu mọi người vô thuê nhà thôi. Ừ. À. Uh, tất cả nguyên tắc của lâm cho doanh nghiệp SME, tức là, là nếu như mình chỉ muốn vận hành uh, ở một cái mức độ nào vừa và nhỏ vừa thôi, và nhỏ thì thực ra là cái dành nhiều tiền và năng lượng vào sales activation kích hoạt bán hàng thì nó sẽ là cách một cái principle thôi đúng không một cái nguyên yeah. tắc mà hiệu quả hơn còn nó hiệu quả thật hay không thì nó phải tùy vào cái bối đúng, cảnh của đúng, cái doanh nghiệp đúng, đó đúng. và yeah. nó cũng là tùy vào cái ngành hàng cái thị ừ. trường đó ví dụ là thị trường đang lên <laughs> à, nhu cầu rồi. rất nhiều thì yeah thì mình cứ chạy performance yeah, thôi. Okay, Nhưng okay. mà nếu mình nghĩ về chuyện đường dài hơn, ừ. à, nghĩ về chuyện đường dài thì lúc nào cũng cũng có lúc là thị trường sẽ đi xuống ừ, và ừ. cũng lúc cũng sẽ có lúc là cạnh tranh nó nhiều hơn. Đúng rồi. Nếu mình nghĩ về chuyện đường dài ừ. thì bắt buộc là phải phải có brand building. Ừ. Yeah. Cảm ơn Lâm. Thế còn anh Dũng có bổ sung một cái nguyên tắc khác dành cho doanh nghiệp SME khi mà đầu tư vào quảng cáo không ạ? À, Dũng nghĩ như này, tức là mình có những cái cái cái, cái, cái quy trình mà gọi là vòng đời sản phẩm đi, đúng không? thì bây giờ sẽ rất là hiếm có sản phẩm nào mà nó có vòng đời vòng đời nó vô tận thì thật ra là cái sự mà uh, thành công của doanh nghiệp ấy, là mình tối đa hóa cái return của mình cái, cái gọi là cái thu về của mình trên cái vòng đời sản phẩm đó đấy thì mình tưởng tượng nếu mà mình không có làm truyền thông mình không làm thương hiệu thì cái vòng đời sản phẩm là 3 năm tức là khi người ta quen cái vị đấy đến lúc mà đến khi người ta không thích cái vị đấy nữa thì mình chỉ bán được khoảng 10 unit thôi ừ. nhưng mà nếu mà có cái câu chuyện mà truyền thông quảng cáo nó giúp cho cái câu chuyện là mình tăng được cái độ bán hàng lên ừ. và một cái điểm quan trọng nữa là gì là khi mình ra những sản phẩm tiếp theo á, thì nó có một cái một cái gọi là cục gạch một cái đặt gạch gì đấy để mình đấy là không phải đây là những cái sản phẩm nó rất là riêng biệt đó mình sẽ thấy là rất là nhiều những cái doanh nghiệp khi mà họ tung ra sản phẩm nào thì mình đặt khoảng ba bốn sản phẩm người nhất của họ mình thấy nó không có liên quan với nhau hết trơn á đâu mà người ta nhìn người ta không biết là đây là của cùng một doanh nghiệp thì như vậy thì mỗi một lần mình đến mình là một cái người lạ mình giới thiệu lại từ đầu ấy, thì cái chi phí mà người lạ giới thiệu từ đầu ấy, thì nó ngày, ngày, ngày càng cao hơn đó, thì đấy là lý do mà tại sao mà những cái công ty thật ra những công ty lớn thì bắt đầu họ cũng là những công ty nhỏ và cũng không phải ngẫu nhiên là để mà họ đi họ xây dựng sản phẩm thương hiệu ngay từ đầu trừ một vài những công ty của ăn của pháp thì cái này trong máu của họ rồi ừ. đúng không nhưng mà bởi vì sao họ thấy là chi phí đầu tư và thương hiệu của quảng cáo á, thì nó hiệu quả hơn trong dài hạn tức là lần sau mà khi mà tôi ví như là thay vì bây giờ tôi à, mình nói câu chuyện là mình đầu tư câu chuyện là bút bi thiên long đi ừ. xong rồi đợt sau mình ra như tập thì mình lại phải là thành một cái tập thiên phước gì đấy chẳng hạn ừ. đúng không mà trong khi là thay vì mình bị gắn quá là nhiều vào một cái sản phẩm hữu hình thì mình xây dựng mình thành những cái niềm tin những cái lời hứa và đấy là lý do tại sao mà mình thấy là khi mình xây dựng thành niềm tin lời hứa rồi ấy và bất cứ những cái cơ hội nào mà cái năng lực sản xuất mình đáp ứng được và thị trường cần ấy, thì mình chuyển biến rất là nhanh thì mình nhìn thấy là những cái lý tưởng nhất là những cái thương hiệu về mặt lifestyle về về fashion đó đầu tiên có thể là Louis gọi là Louis Vuitton là hồi xưa là họ bán cái vali đúng ạ. À. xong mà Hermes là hồi xưa họ bán cái yên ngựa ừ. đấy nhưng mà bây giờ họ bán là từ đầu đến chân thì đấy đấy tức là mình nói nó câu chuyện là khi mà đầu tư về thương hiệu hay là quảng cáo thì đôi khi nó là một cái sự đầu tư mà nó không bao giờ sai ừ. nó, tình yêu <laughs> là không bao giờ sai, không bao giờ sai. còn <laughs> nó đúng hay không đúng Chị bao có nhiêu thì thì em có nói thêm một ý nữa là Thật ra là ý anh Dũng thì với em thì em sẽ đứng dưới góc nhìn là à brand building là self activation thì về mặt lý thuyết thì về mặt brand building đó là những cái hoạt động mà mình sẽ nói chuyện với những khách hàng tương lai tức là mình tạo ra gọi là future demand những cái nhu cầu trong tương lai để trong tương lai khi mình cần chuyển đổi thì mình có thể chuyển đổi được còn đối với những hoạt động mà chuyển đổi ngay lập tức sale activation hay là performance mà mình dùng khuyến mãi mình dùng chiêu dụ mình dùng sampling để mình câu họ chuyển đổi ngay lập tức thì đó là mình đang nói chuyện với những người gọi là in market tức là những người đã có nhu cầu rồi và mình tới mình chuyển đổi họ thì thì mình sẽ thấy một cái thực trạng rằng là những cái ngành ví dụ như là thẩm mỹ viện hay là bất động sản Việt Nam là rõ ràng là họ đang gặp một vấn đề rất lớn là về câu chuyện là performance là cái cái pool tức là cái cái hồ những người mà trong mắt kịch đó nó đã cạn rồi và và bây giờ mỗi lần cứ chạy là giá giá lít hay là giá để cần vệt những cái bạn đó là càng ngày càng tăng hơn thì cái bây giờ bắt buộc là các bạn đó là phải không chỉ là chỉ cào những cái người mà trong mắt kịch không mà phải là build và xây dựng thêm làm sao những người mà chưa có nhu cầu đi thăm mỹ viện phải biết tới một cái thương hiệu đó phải phải nghĩ về chuyện là có thể là không phải là sau bây này, giờ nhưng mà sau tiền, này sau này tôi rồi, cần nâng mũi thì cầu. tôi tôi đến cái chỗ đó à. cảm ơn lâm với anh dũng đã chia sẻ và bây giờ Ruby chỉ còn, còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi cũng mang tính chất giải pháp cho những doanh nghiệp SME ở việt nam à, đó là bây giờ tôi 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 được thuyết phục đấy tôi thấy uh, anh Dũng và Lâm nói chuyện hay quá tôi được thuyết phục mà tôi nên đầu tư vào thương hiệu uh, về dài hạn thì cái cái cách mà tôi đầu tư sẽ là như thế nào ừ. thì câu hỏi này chắc là xin mời anh Dũng trước ạ thật ra là nó cũng sẽ khá là khó uh, để nó có một công thức tại vì mỗi một doanh nghiệp thì họ sẽ có những cái uh, lợi thế và những cái khó khăn riêng nên đấy lý do mà khi mà vào đôi khi là mình phải làm một cái nó gọi là brand audit tức là, là kiểm toán thương hiệu đúng không đấy thì uh, dũng nghĩ là nó có ba cái cách độ dòng nhỏ thôi thì như lúc đấy mình bảo là cái bốn uh, cái khoảnh khắc của sự thật đấy đúng không? thì dũng nghĩ là mình cứ đi ngược lại tức là đầu tiên là từ sản phẩm nó phải sự tốt đã thứ hai nó phải nổi 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 bật trên kệ hàng đã thứ ba là sau đấy là quảng cáo nó bắt mắt và thứ tư là theo kiểu là nó có truyền miệng tốt Đúng không? đấy thì cũng nghĩ là mình cái đi ngược lại như vậy. Tại vì nếu mình đi xuôi á, thì đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, á, khả năng là mình mình hụt hơi đoạn cuối <laughs> là rất là cao. Nhưng mà yeah. thật ra mọi người cũng biết là cái câu chuyện mà uh, nó sẽ nó sẽ có một khái niệm nó gọi là nó gọi là high involvement category, tức là những cái ngành hàng mà mà họ người tiêu dùng họ rất là rất là gọi là rất là sẵn lòng để cho đổi về nó như mỹ phẩm này chẳng hạn. Nhưng mà có những ngành hàng là low involvement thì trong những hàng hai vô mình thì cái gọi là cái sự viral ấy, cái sự review ấy, nó rất là khủng khiếp ừ. không? và thật ra mọi người nó có một cái thống kê cũng nhớ là uh, một cái trải nghiệm mà tốt ở trong cái ngành hàng hai vô mình thì nó sẽ được một người tiêu dùng họ sẽ giới thiệu cho 14 người ừ. Còn cái câu chuyện mà trải nghiệm xấu thì họ giới thiệu cho khoảng 185 người. trên <laughs> mạng <mà> xã hội. <laughs> đúng không? Đúng không? Và, đúng. và thật ra mình cũng thấy rõ ràng là cái gì là bản thân là đối với những cái bạn trẻ đi, là những cái bạn mà hăng say trong chuyện ấy nhất thì post cái gì mà nó hơi tiêu cực nó hơi tranh cãi một chút thì nó có nhiều tương tác hơn. Đúng không? chứ còn mình post lên mình khen thì thì cũng cũng ít tương tác đúng hơn. Đúng <laughs> Đấy thì nên chú nghĩ là mình mình cứ mình cứ đi đi đúng theo cái chiều như vậy đúng ừ. Đấy. Cảm ơn anh Dũng rất là hay ạ. Thế còn Lâm sao? Em có bổ sung gì không? Um, đối với em thì nếu mà uh, làm việc với lại các doanh nghiệp mà SME uh, thì em nghĩ cái cái quan trọng nhất là mình sẽ nghĩ rằng là xây dựng thương hiệu hay quảng cáo nó không phải là một cái phương tiện hay là nó là một cái phòng ban mà nó là một cái tư duy của cả doanh nghiệp. Tại vì khi đó mình sẽ thấy rằng tất cả những cái gì mình làm mà người tiêu dùng thấy nó đều là quảng cáo hết. Ví dụ mình có một cái cửa hàng bán lẻ thì cái anh bảo vệ là cái, cái kênh quảng cáo của mình cái anh bảo vệ có dắt xe cho khách hay không anh bảo vệ chào khách như thế nào đó là một kênh quảng cáo và khi mỗi bước vào thì nhân viên chào như thế nào hoặc là cái cách mà chào đón hay là sắp xếp uh, kệ hàng như thế nào thì đó đã là một cái kênh quảng cáo rồi ừ. thì em rất là thích một cái câu của của bác dave trot um, của cuốn sách anh dũng dịch uh, thì, thì bác có một câu nói rằng là mọi người hay nhìn về cái thế giới media ngày nay À, nó có rất nhiều những cái media khác nhau Facebook, TikTok, website, TV này nọ nhưng mà mọi người quên mất ra cái media mà cốt lõi nhất đó là con người à. làm thế nào mình làm ra những cái thành phẩm, những cái quảng cáo ở đây quảng cáo em để trong ngoặc kép tại vì nó có thể là dưới bất kỳ những cái hình hài nào làm thế nào mà mình tạo ra những cái quảng cáo mà tự mọi người người ta lan truyền với nhau thì đó nó là một cái phương cách quảng cáo hiệu quả nhất. thì đó đôi khi nó sẽ là à, dưới dạng là cái bao bì của sản phẩm. À, thì em nhớ có một cái thương hiệu mà Jean à, à, được sáng lập bởi một cái bác là làm quảng cáo. thì sau khi mà bác hành nghề khoảng à, 15-20 năm rồi thì bác nói là tôi rất ngán quảng cáo rồi, tôi phải bây giờ tôi sẽ ra startup, tôi sẽ làm một cái thương hiệu gì đó mà không phải đụng tới quảng cáo. thì bác okay. quyết định rằng là tôi sẽ làm ra một cái sản phẩm mà tự bản thân nó quảng cáo cho chính nó bác mình à. nghe hơi hơi giống với ruby. <cười> 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 ruby đang à. muốn làm yeah. <laughs> ước mộng thôi yeah. là làm một cái gì đấy mà mình không phải đụng đi quảng cáo mà ít hoặc là đụng tới thì đụng ít thôi nhưng mà đang mình đang nói quảng cáo theo nghĩa nghĩa đen yeah, đúng, đúng dạ chứ thực dạ ra đúng. nếu mà theo nghĩa của lâm nói thì quảng cáo nó là everything dạ, đúng. Yeah. tất cả mọi thứ đều là cái quảng cáo của mình à, thì em nghĩ là đối với sme thì mình sẽ nên nhìn theo cái khí gặp đó ừ. tại vì mình sẽ tận dụng được tất cả những cái gọi là touch points touch points những cái điểm chạm tới người tiêu dùng nó trở thành một cái mẫu quảng cáo cho ừ. chính mình thì, thì đó là cách mà em nghĩ về uh, hay là hay nói chuyện với lại các uh, chủ doanh nghiệp về semi là như vậy lâm có nói là quảng cáo là tư duy rất là toàn diện và yeah, tận tư duy. dụng um, tận dụng touch point của tất cả những cái điểm chạm tới khách hàng yeah. điểm chạm lớn nhất và dễ lan truyền nhất đến trên điểm chạm con người yeah. ruby còn rất nhiều câu hỏi uh, mà nếu nghe anh dũng thì lâm nói chuyện từ nãy giờ là thực ra trong đầu rupi có khoảng mấy chục câu hỏi nó pop lên rất là nhiều rồi đó nhưng mà à, vì thời lượng chương trình nên chúng ta sẽ tạm dừng cái buổi trao đổi ngày hôm nay ở đây à, thực sự là một buổi trao đổi rất chất nhiều chất xám và cũng có những vùng xám à, tuy nhiên thì những vùng xám này nó càng ngày càng rõ hơn Ruby tiền đối với những người nghe những người đang làm sự nghiệp marketing có thể đang làm kinh doanh cần hiểu hơn về marketing để có những quyết định hiệu quả hơn cho doanh nghiệp của họ thì hôm nay là một buổi trao đổi rất là hữu ích cảm ơn anh Dũng và Lâm đã dành thời gian cho chất xám. Ok, cảm ơn chị Ruby. Cảm, cảm ơn nhiều. Ruby. Yeah. Hello những trí óc tò mò, bạn thấy sao về tập hôm nay? Bạn có cho rằng quảng cáo có hiệu quả hay không? Tại sao? Và khi nào thì hiệu quả và khi nào thì không hiệu quả? Hãy để lại bình luận, thậm chí cả tranh luận ở phía dưới comment bên dưới nha và hãy follow kênh của Việt Success để có thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích cho sự nghiệp của bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại tại tập tiếp theo của chất xám.